Dạ. Nguyên một dàn bè là 6 tấn thức ăn một ngày. Đúng rồi, 6 tấn là nó ăn cả trăm, khoảng 120 triệu đó. Một ngày ăn 120 triệu. Thấy chưa? Cái ở trong đây cái con đó, cá này cá ngát nè mày. Không, con cá là con hồng vĩ. Con này thì nó thấy vậy đó, chứ hai mấy ba chục ký rồi đó. Trời ơi. Đó, con cá này con cá vuồn nè, con cá vuồn bay nè, nó giống như cá trôi hay là cá đá là cái danh sách đỏ rồi đó. Cái này là để mà tất cả con cá khác nó chết đó, là đem cho con cá này ăn. Dạ, nó là con tiêu này là tiêu mồi địa để chôn. Dạ. Tất cả những con cá khác hai thì mình phải đem chôn. Dạ. Đem dạ, bây giờ đi theo chú giới thiệu đi ha. Đây coi chú Bảy này con rất là nhiệt tình. Mình cái gì? Con nghề chính của con là con đi quay YouTube. À, dạ. YouTube quay YouTube để mục đích. Con quay cái độc lạ với lại độc người nghèo. Lạ hả? Dạ, những cái mà độc lạ mà. Dạ, thằng để chú quét sơ sơ. Chút xíu cho khách đi rồi mình sẽ quay vô nó mất đẹp. Dạ. Lát nữa chú Bảy cho con chút ánh sáng chú Bảy. Ở cái bè này ở đây mình bao nhiêu con chứ? Cái này ở đây là mình đã là thu hoạch phân nửa hơn phân nửa rồi. Cái này mình thả 200.000 con. Nhưng mà bè này là còn khoảng 100.000 con. Cái không có, cái này là còn không tới đâu. Nhưng tại vì là cái này nếu mà cộng cá kia nó thì hơn. Nhưng mà như thế này nè. Cái bè này thì thường là mình thả là 200.000 con nguyên cái bè này. Mà thời gian là 6-7 tháng. 6 đến 7 tháng là chúng thu hoạch khoảng 100 tấn. Dạ. Trên một cái bè này. Ôi ô, hãy nói. Thì hiện nay là cá là bình quân nó khoảng 5 đến 600 gram trên một con. Bao nhiêu nó trọng lượng nó bao nhiêu mình mới thường là 500 cất. Gram là mình thu hoạch á. Dạ. Bây giờ mình sẽ coi nó mình quay cho nó ăn đi ha. Dạ. Ô. Oh. Ô nó ăn nó chen chút nha. Anh nó cũng khi mà nó đập nước nó cũng dữ vậy chứ không cái việc mà phân cá với nhau nó dễ không chú Bảy? Cũng dễ, mình là kéo lên lúc nhỏ thì mình chặt lòng cái lớn thì mình lựa thôi. Dạ. Để từ từ đi ra ngoài mình sẽ có ánh sáng hơn. Dạ. Trời ơi, cái bè này vậy là nuôi khoảng 200.000 con hả chú Bảy? Đúng rồi, 200.000 con thu hoạch trung bình đó là 100 tấn á. Mỗi một năm là nuôi hơn nữa. Mỗi một ngày ăn là nó bao nhiêu tấn thức ăn chú Bảy? Nếu mà 100 tấn là cái giai đoạn cuối cùng đó thì là đó là một ngày là nó hai tấn. 2 tấn thức ăn. Ở cái này con ở đây đó. Nó bị cái. Dạ. Con đi ở này. Dạ con đi ở đây theo chú Bảy cũng được. Thôi con đứng ở đây đi. Ghê quá. Tất cả các bè ở đây đều là cá nàng hai hết hả chú Bảy? Đó là con mình cũng nuôi cá nàng hai thôi. Cái này là con quay vậy nè. Dạ để con qua bên đây. Nè. Phải nói là cầm cá ăn thôi mà nhìn. Chú Bảy nói cho con lúc nãy là mỗi một ăn một lần là bao nhiêu tấn nha chú Bảy? Các bè đó không là 2 tấn, còn đó là nguyên cái dàn bè chú nó ăn một ngày là cả 6 tấn.
Dạ. Nguyên một dàn bè là 6 tấn thức ăn một ngày. Đúng rồi, 6 tấn là nó ăn cả trăm, khoảng 120 triệu đó. Một ngày ăn 120 triệu. Trời ơi, một ngày ăn là con không biết cô làm 10 năm, hơn 10 năm. À đúng rồi, mỗi năm con làm cũng như có 30 triệu đi. Ngày nào cũng có bán, ngày nào cũng có tháng nào cũng có thả vô, chứ còn là đâu có tiền đâu mà cho ăn dữ vậy đúng không? Dạ. Thì chú Bảy là ở Cần Thơ hồi đó giờ. Chú Bảy ở Cần Thơ được hơn 20 năm nhưng mà gốc gác là ở Cà Mau. Ở Cà Mau. Rồi mình đi ra trước rồi mình sẽ mỗi một ngày ăn là khoảng là 120 triệu. Thì cũng tùy, nói chung yeah. Đó là cái giai đoạn gọi là cái là cao nhất á. Dạ. Yeah. Còn bình thì nó không có đến nổi. Con này còn đẹp nữa. Cái này nó là thiên đường cá cảnh. Xa. Như vậy ở Cần Thơ này là cho là có thêm một cái sản phẩm nữa là cá koi massage. Cái này nếu mà con té dưới cổ đi Thái Lan. Thôi rồi, con cá massage. Cá massage. Ôi, đã. Thấy chưa? Rất vàng. Đã không? Cái ở trong đây cái lớn nhất, kích cỡ nó lớn nhất là bao nhiêu chú? Cá thì ở đây thì nó là con lớn nó cỡ 2 kg. Con nhỏ thì khoảng 10 con ký, 100 con ký, nó có đủ loại. Dạ. Cái dèo này mình bao nhiêu con cá coi này chú? Cái dèo này nó có chừng là 1.000 con à. 1.000 con. Cái này là chú nuôi để mà chú làm cảnh, chú để vui chơi là chú nuôi giao cho mấy cái trung tâm bán lại đó, nhưng mà là rồi cái này là còn ít là để làm du lịch chơi thôi. Dạ. Phải nói là cá rất là đẹp, đỏ xanh vàng tím. Nó lại nó nút cái chân đó là để thử xuống một cái chân thì nó nút cái chân. Cái này là đã như trước khi đưa xuống là phải đếm bao nhiêu ngón hồi đem lên rồi đếm lại. Chú bạn vui tính quá. Rồi nè, nó phải nói là nó quậy khoảng 1.000 con cá chép coi ở đây, ở dưới cái bè dèo này, ở trên cái sông Hậu như thế này. Con thấy chú Bảy sở hữu cái con nó nhiều lắm chứ không phải là chỉ có đây đâu, nhưng mà là nó còn nhiều cái vèo khác nữa. Dạ. Quá đẹp luôn. Coi là nó minh trang là nó sẽ lội như cơn bão vậy đó, nó lội tròn, nó quay tròn luôn. Dạ. Con thấy nó nè, nó lội rất là dễ thương. Đúng rồi, con này nó lội chồng lên con kia mà nhìn rất là đẹp. Đúng rồi, nó lội rất là đẹp luôn á. Lội theo chiều này con. Sau này thì Bảy có tính dự định là huấn luyện cho con cá này nó có cái tính quay, gì? Quay cái cách nó lội nè, nó lội đẹp lắm. Quá đẹp luôn. Bảy ơi, sau này Bảy có dự định là tính là huấn luyện cho con cá chép coi này nó có cái đặc điểm gì đặc biệt không? Thì mình sẽ là cho nó bú bình, rồi mình sẽ là cho nó massage chân, rồi cho nó sẽ làm nhiều những cái trò, có thể là nó đổi trái banh. Dạ. Mình sẽ nhưng mà hy vọng một ngày nào đó mình sẽ luyện cho nó. Phải nói là quá đẹp luôn. Khoảng hơn 1.000 con đó cô chú anh chị. Và đầy đủ màu sắc, từ xanh đỏ vàng cho đến là sọc trắng đỏ, rồi sọc vàng đen, rồi đến rồi mỗi lần mà cô ăn thì nó đi đi qua đây luôn. Dạ, đi vậy. Ở đây con cá này là con cá hô. Con cá này thì nó có ở trên sông Mekong này, mà dân thường người dân ở sông Dầm Nao người ta bắt đường con cá 200-300 kg đó. Dạ. Ta gọi là thủy quái trên sông Mekong. Nhưng mà hiện tại là chú nuôi cả chục tấn này. Một chục tấn cá hô này hả chú hả? Đúng rồi, cả chục tấn. Mà cá nhỏ còn nhiều hơn nữa nha. Cái này là cá mà cá loại 10 kg cho lên đó. Con phải gọi phong cho Bảy là vua cá mà được
Nói chung là người ta nuôi cá thì ta chỉ nuôi một loại thôi, mà một loại cá là chuyên để kinh doanh thôi. Cái còn này chú nuôi con này là nó có mất giá, nó còn con kia nó cú bồ lại, chứ để là thôi là chốt thì Bình Dương luôn á. Bảy vô tính quá. Cái con này là bao nhiêu ký vậy? Con này là chính xác nó 19 ký. Là nó dạ, bao con này là con đây con đó nè. À, con đứng cái cầu, đứng cái cầu, đứng leo lên cái cầu đứng kìa. Nhìn mà phải xích xo. À, con đó. Cá này cá ngát hả mày? Không, con cá là con hồng vĩ. Con này thì nó thấy vậy đó chứ hai mấy ba chục ký rồi đó. Trời ơi. Đó, con cá này con cá vuông nè, con cá vuông bay nè, nó giống như cá trôi hay là cá đá là cái danh sách đỏ rồi đó. Cái này là chỉ có ở Đồng Tháp, An Giang rồi, bây giờ con không biết còn được mấy con chứ ở đây thì là không có rồi đó, hết rồi đó. Chú cái con cá này là không có luôn rồi, sắp đỏ rồi chú Bảy. Đúng rồi. Cá này nè, cá đỏ đỏ này nè, cá đúng rồi đó, con đó là sắp đỏ luôn rồi đó. Trời ơi. À, chú có con một duy nhất. Cái con đó là bao nhiêu lâu rồi Bảy? Con đó hả? Con dạ. Đó là khoảng 3 4 năm rồi. 3 năm là nó hết. Con nó thấy gì đó nó 12 13 ký rồi đó. Lúc Bảy đem về là nó khoảng bao nhiêu ký? Trời ơi, nó lộn ở trong bè mình nuôi rồi là tới nó lớn rồi mấy đứa nó bắt nó thảy qua thảy lại thôi chứ. Nó có nhiều đó mà nó có 1 mét thôi mà nuôi 100 con. 100 con cá bê chê hồng. Rồi, 100 con cá chê hồng. Một con bây giờ lúc nãy nghe em nói là khoảng 3-4 ký hả bạn? Con này có 2-3 ký, 3-4 ký. Có, cái này tới đây mình đang vuốt trứng nó giận nó không ăn đó con ơi. Ôi ô nó quá lớn luôn. Rồi, thôi mình đi ra ngoài này, bước ra ngoài này mình xem xa hơn. Con này là nó là vây nó dài, đuôi nó dài. Con cá koi thì thường người ta nói là nó mặc đồ sa bin, còn con này là mặc váy. Đúng không? Dạ. Tóc dài bay trong gió luôn. Thấy chưa? Dạ. Nếu mà ở trong cái chậu kiến thì con này nó rất là đẹp. Nó là nữ tính, yểu điệu hơn. Cô chú anh chị thì biết là Bảy này nhín chút thời gian lại để mà giới thiệu về các loài cá cho mình xem, chứ Bảy thì cũng không có thời gian nhiều. May mắn lắm mới gặp được cô Bảy ở trong cồn giới thiệu cho mình gặp được rồi. Chú Bảy bây giờ đi ra ngoài này xem một cái con cá đó là cá thịt lấu đi. Cá này là cũng gọi cá đi. Coi ơi coi chừng té nghe con. Cái này cũng là cá coi nữa. Cái này là thả là khoảng 5.000 con. Cái này là một cái này gì đây là thả là đây, cái này cá chạch lấu nha. Đây. Thấy chưa? Dạ. Thấy cá chạch lấu không? Ơi. Này để cho coi thôi. Dạ. Cá này cá giống mình lấy ở đâu vậy? Cái này hả? Dạ, cái này là mình cá giống mà mình cho ương luôn, mình cho đẻ mình ương luôn. Dạ. Thấy không? Cái này nó có nhiều cỡ, cá này là cỡ 300 gram nửa ký hết trơn rồi đó. Dạ. Cá này là cá sông. Cá này là cá mình nuôi chứ không phải là cá sông. Dạ. Cho đẻ là nuôi. Ở trong này có không? Này có 1 con à. 2 con. Rồi chạy ra hết. Là con cá nanh heo. Cá này là 400 gram một ký. Dạ. Cá nanh heo mà bây giờ không có để bán nữa. Còn cá leo. Cá leo này chỉ có An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ thôi. Dạ. Mà bây giờ thì chỉ có nuôi, chú cũng nuôi được 5-7 tấn cá này. Thì dạ. Là để nuôi là vừa nuôi vừa bảo tồn. Cá leo là nó một họ với lại cá lăng. Đúng rồi. Dạ. Không, cá leo là họ cái với cá chèn, cá kết. Dạ, cá chèn, cá kết, chứ còn cá lăng là nó đúng họ rồi. Khác nữa. Đúng rồi, khác nữa. Dạ. Cá lăng là khác nữa. Đặc biệt là đây là con cá Bảy rồi, Bảy đây là con cá mè gỗ nè. Cá rồi, mè gỗ. Dạ. Rồi. Còn con cá leo, con cá chả sóc này nè. Thì con cá này là danh sách đỏ nè, cấm ăn thịt nè. Con cá này thì chú có hàng chục tấn nè. À. Mà là hiện bây giờ là nó là nếu mà con mà ký là cả triệu một ký nè. Rồi rồi Bảy. Mà hiện bây giờ là mình con cỡ cá cỡ 4 cỡ 2 ký trở lại thì chú bán là 400 ngàn một ký.
còn cá mà từ 10 kg trở lên nó cả triệu 1 kg. Cá này ở Đồng Tháp con cũng không biết con coi con cá này. Đúng rồi, cá này chỉ có là ở dân Đồng Tháp mà dân lớn tuổi là mới biết. Dạ, chú còn đang còn cỡ chục tấn. Đúng rồi. Chỗ đây thì là mình đó là hiện nay là cá này là cá ngon. Còn ở đây thì chú có nuôi một cái bè cá dù đếm riêng. Cá này là để mà tất cả con cá khác nó chết á là đem cho con cá này ăn. Dạ, nó là tiêu tiêu mồi địa để chôn tất cả những con cá khác. Hay thì mình phải đem chôn. Dạ. Đem để bán cho người ta là xây ra cho cá khác ăn thì mình cho con cá mình ăn. Dạ. Và con cá ép mình nuôi chung để cho nó làm vệ sinh cái lồng. Dạ. Con cá này là ăn rong riêu thôi. Hoặc là cái mồi tàn. Dạ. Thế là tới mồi tàn là mồi cá khác ăn hết á. Và mình nuôi ghép với con cá he. Cá he mỗi bè mình có vài trăm ký để là nó cá khác đi phân ra là cá này nó ăn hết. Nó là sống ở dưới tầng đáy. Đúng rồi, cá này ăn tầng đáy. Dạ. Đó là nó là ăn tầng đáy tầng mặt luôn nhưng mà nó ăn phân cá khác thôi. Dạ. Nó cũng không cạnh tranh thức ăn gì lắm, cá này nuôi riêng nó không lớn. Nó phải nuôi chung với cá kia. Đúng rồi. Rồi, ở đây là chú là cái cửa ngõ của khu du lịch Cồn Sơn. Dạ. Thì còn ở trên cồn á thì chú nuôi đây 20 năm rồi nhưng mà mới có tham gia du lịch đây khoảng hơn năm nay. Chú tham gia vào câu lạc bộ của Bảy luôn. Đúng rồi, chung một câu lạc bộ ở trên cồn là liên thế hệ. Dạ. Tức là cộng đồng. Người thì có vịt, người có gà, người có măng, người có chuối, người có thì sẽ hình thành lên một cái cộng đồng để dạ. Là khách đến tham quan thì có là ở đây thì có cá bắn nước và cá koi, cá nàng hai và bảo tồn được khoảng mười mấy loài cá. Mà danh sách đỏ nó có nó có trong danh sách đỏ luôn. Có danh sách đỏ dạ. Luôn. Và đặc biệt con cá mè gỗ là con thấy là rất là thích con cá mè gỗ luôn. Tại vì con nghe nói thôi nhưng mà con không biết cách săn mồi nó như thế nào. Rồi, rồi. Dạ, với lại cái con cá trà sóc này bây. Đúng rồi, dạ. Cá trà sóc. Nó cũng một họ với cá cóc. Nhưng mà cá trà sóc á là cá cóc thì người ta còn thấy nhiều nhưng mà cá trà sóc thì không thấy, không nhìn thấy được. Dạ. Hiện nay con cá trà sóc này bảy còn khi 10 quả người ta mới bắt được con cả là 50-60 kg vậy đó là. Bây giờ nó có trên biển hồ thôi. Dạ. Phải nói là quy mô cái của bảy rồi. Cái dèo. Bây giờ mời uống nước trà. Dạ. Sự đồ chơi. Dạ. Con cảm ơn bảy luôn. Bảy ơi, thì hôm nay có dịp con đến Cồn Sơn đó, con được bảy giới thiệu rất là nhiều về các loài cá ở trong cái khu vực cồn cũng như là bè của mình. Thì hôm nay con cũng cảm ơn bảy rất là nhiều đã giới thiệu cho cô chú anh chị ở trên mạng để biết về các loài cá của bảy như thế này. Và chúc bảy luôn có một cái sức khỏe tốt để càng nhiều càng biết tập tính của loài cá để giới thiệu cho mọi người cùng biết. Rồi, rồi. Dạ, dạ con chào bảy. Rồi, rồi. Dạ.